Thái Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Và ngày hôm nay khách mời đặc biệt đang cùng có mặt với Thanh Thảo tại phim trường xin được giới thiệu với quý vị khán giả ca sĩ Hoàng Bách. Chào quý vị. Và thưa quý vị, còn có sự hiện diện của phụ huynh là bố mẹ của hai bé là nhân vật chính của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ạ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ngày hôm nay cuộc hành trình thú vị nào sẽ đến với Con Đã Lớn Khôn. Chúng ta cùng gặp gỡ với hai chị em đó là Ruby và Ken. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một ngày giáp năm, những cơn gió của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi vào những cảnh hoa, bụi cỏ trên những con đường mòn nhỏ tại một quận ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh. Và trên những con đường ấy, ngày hôm nay sẽ có một hành trình đáng nhớ của hai chị em. Bé Đoàn Phạm Khánh Linh, 5 tuổi 5 tháng, tên thường gọi là Ruby, một cô bé lém lỉnh, rất thân thiện với mọi người và cũng là một bà chị mẫu mực, luôn có tinh thần trách nhiệm với cậu em trai của mình. Bé Đoàn Phạm Minh Quân, 4 tuổi, tên thường gọi là Ken, một cậu bé rất hay lý sự, đôi lúc có chút bướng bỉnh nhưng lại nhút nhát khi ra đường, luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh. Hôm nay là cuối tuần, hai chị em có thời gian vui vẻ bên những trò chơi yêu thích và mẹ sẽ nấu những món ăn thật ngon để chiêu đãi cả nhà. Nhưng chân của mẹ lại bị đau mà bà nội lại đi vắng, nên hôm nay hai chị em sẽ là trợ thủ đắc lực của mẹ. Dạ rồi, vậy để vậy con sai các bé qua lấy ngay. Dạ rồi, cảm ơn bà Mùi nha. Ruby ơi, mẹ nhờ Ruby một việc nha. Nha, con qua bà Mùi đi. Bà Mùi là bạn gần nhà của bà nội, thường ngày vẫn cùng bà đi tập thể dục. Nhưng chị Ruby chưa bao giờ đến nhà bà, nên cũng có đôi chút lo lắng. Vậy là mẹ đành phải nhờ bố chỉ đường cho Ruby. Mẹ nhờ Ruby ra chỗ bà Mùi lấy giùm. Số nhà của bà Mùi là 45 đúng không? Rồi rồi. Thì con cứ đến số nhà 45. Con muốn là có ai đi. Không tự tin để đi một mình, chị Ruby muốn em trai đi cùng để yên tâm hơn, nhưng em Ken thì có vẻ. Không bao giờ được đâu. Sao vậy? Rồi, đi coi nhà mẹ ra. Con mang dép cho mẹ đi. Nè, con gái mẹ, ngoan quá. Nhà bà Mùi hả mẹ? Ừ, nhà bà Mùi, số 45 nha. Nghe chưa, con đi cho mẹ nha. Đường đi đến nhà bà Mùi chỉ cách khoảng 600 mét, nhưng điều đáng nói ở chỗ, đây là một khu dân cư có hình bàn cờ, khiến cho việc tìm đúng địa chỉ cũng không hề dễ dàng. Cái câu mà làm cho cô Thảo cảm thấy lo lắng nhất đó là khu dân cư có hình bàn cờ đó chú. Cái tại vì với trẻ con thì rất là khó. Người lớn nếu mà lần đầu tiên vào một cái khu dân cư như vậy, cái việc tìm đường cũng khó rồi. Nhưng con với cái ánh mắt mà cái ánh mắt mà ngoái nhìn như thế này thì cô Thảo có cảm giác là con chưa có sẵn sàng. Hình như là Ruby đang còn trông chờ một cái gì đó, một cái động lực hay là một người đi cùng. Mà không biết sao anh Ken vô tư quá nhờ. Còn con trai là cái gì việc của mình làm không quan tâm. Chơi xe thì cứ chơi xe, không quan tâm tới những gì xung quanh, để xem là những bước chân sắp tới của con có mạnh mẽ hơn hay không nhé. Mẹ con, bye bye, con nhớ đi về liền nha. Nói là con không biết chỗ nào số 45. Vậy con phải tìm, con coi tờ giấy đó. Tìm phải bắt mình tìm. Chỉ với một thông tin ngắn ngủi là số nhà 45, chị hai Ruby lên đường giúp mẹ đi lấy thức ăn. Nhưng vừa đi được một lúc thì... Ủa? Sao bố gọi nè? Sao bố? Sao nhà bà Mùi không phải số 45 hả? Chết rồi, em nhờ chị Ruby đi rồi. Rồi rồi, để em nhờ Ken chạy ra nói với chị Ruby vậy. Để hai chị em đi cùng với nhau. Thôi sao? Một cái lý nhẹ nhẹ ở đây. Ken ơi, chết rồi, hồi nãy mẹ ghi cho chị Ruby là số 45. Nhưng mà nhà bà Mùi không phải là số 45 mà nhà bà Mùi là nhà số 15 luôn nè. Bây giờ là con chạy ra nha. Để con đưa cho chị, con đi cùng với chị lại lên. Nhanh không rồi chị giờ đi lạc nha. Cái kiểu mà nhận thông tin của Ken á, có vẻ như là không có hào hứng lắm. Theo anh nhưng thì mà sao? Hôm nay cái ánh mắt nhìn chị là có vẻ muốn đi theo. Không, em thì em hoàn toàn có cảm giác là Ken chưa có một cái ý định gì gọi là muốn đi hết. Tại vì với những cậu bé trai ở độ tuổi này mà cái gì mà muốn á, là sẽ háo hức để tham gia liền. Để em coi là cậu có lý lẽ gì hay không đây. Anh nghĩ là cậu hào hứng cậu đi đấy.
giờ chị Vi cần sự giúp đỡ của con, mẹ cũng cần sự giúp đỡ của con. Con lớn rồi, con phải giúp đỡ cho mẹ với chị Bi chứ. Cùng lúc đó, chị Ruby đã đi tới khu nhà của bà Mùi và tìm kiếm nhà số 45 mà không hề biết rằng mẹ đã đưa nhầm địa chỉ cho mình. Ơi, cho con hỏi nhà bà Mùi chỗ nào con? Bà Mùi, nhưng mà cái địa chỉ là gì con? Số 45. Số 45 lô mấy, lô nào? Con chưa tới đó. À, cái đó cô cũng không biết nữa. Con cảm ơn con. Dễ thương ha. Rồi kìa. Nhưng mà phải lô nào nữa cơ. Nhưng mà sai địa chỉ mà. Đã tìm thấy số nhà ghi trong địa chỉ và gọi cửa thật to để mau mau đem đồ ăn về cho mẹ. Nhưng bà đấy. Dạ con tìm bà Mùi. Không còn cách nào khác, Ruby đành ngồi ngoài đợi trong vô vọng. Trong khi người đưa tin của cô nàng thì con ra chỗ chị để phụ chị xách đồ ăn về. Một mình chị là con gái, chị không xách được. Đủ mọi lý lẽ được đưa ra, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thuyết phục. Anh chàng lắm lý sự đành phải nói thẳng ra là cuộc tranh luận của mẹ và anh chàng Ken vẫn chưa thể kết thúc. Còn nhân vật chính thì lại đang rất thảnh thơi như thế này. Dạ bố. Con thương em hơn này à? Em thương con hơn. Con thương em mà. Anh Ken có nghe lời con không? Bây giờ em Ken nghe lời con nói không? Không. Thông tin đưa ra rất chính xác. Bạn này rất là hay. Mẹ bị máu gì là, nghe là xem ra chị hai này cũng rất hiểu tính cách cậu em bướng bỉnh. Và không biết là cậu em có thấu hiểu nỗi lòng của chị mình không đây. Bây giờ mẹ bị đau chân, mẹ đi không được. Vậy thôi nữa con không đi. Ai mà ra đường mà đi như vậy? Đi ra đường mà đi về sao được? Chứ chừng nào mới tới? Em thích quá. Em thích quá. Ngồi kìa. Đã chờ đợi một lúc khá lâu mà vẫn chưa thấy ai về. Chị Ruby cũng bắt đầu sốt ruột. Về là có xe hả? Bà về là xe chạy ngang đây này. Ngồi đây, ngồi đây là thấy. Còn với em Ken không đánh nhau bao giờ hết à? Đánh cờ chút xong rồi Ken ngừng à. Bình em quá. Cứ như thế, chủ đề về cậu em trai nối dài theo thời gian chờ đợi của Ruby. Và có lẽ ở nhà, Ken cũng có chút dự cảm được hay sao mà đột nhiên... Con biết nhà được ra nhà bà Mùi phải không? Chắc là chị đang đi á, con đi theo chị là tới à. Nha, con đi cho mẹ nha. Con trai ha, đi rất là nhanh nhẹn. Anh thấy ông vượt qua khỏi cái sự nhõng nhẽo rồi, là Ken là một cậu bé rất là vững vàng. Ôi, quay lại hả con? Chạy thì chạy cũng rất là nhanh, mới về về cũng rất là lẹ. Con có thích đi học không? Thích đi học hơn hay thích ở nhà hơn? Con thích ở nhà hơn, để về đi học. Anh Lộc bạn con hay chọc kẹo con. Anh Lộc là anh Lộc. Anh Lộc à? Học chung với con à? Dạ. Anh ở gần nhà con không? Dạ không. Chứ anh chọc kiểu gì? Không cho con chơi đồ chơi à hay sao? Dạ không, con không thích anh ôm con. Sao không thích? Mùi anh nó hôi, anh không chịu tắm. Thấy hôi à? Nhưng mà có một bạn là thích anh Lộc. Dạ. Thích anh ôm hay là thích anh làm gì? Cứ giỡn với anh. Thích chơi với anh? Con không thích chơi? Dạ. Rồi anh ôm con rồi con làm sao? Con mát cô. Thích không? Ở nhà con thương bố hơn hay thương mẹ hơn? Không, mẹ con hơn. Dạ. Mẹ con hay làm việc mà như bị chảy máu,
giống như là mẹ con bị kẹt. Có lẽ những câu chuyện tán gẫu không hồi kết với người bạn mới quen đã khiến Ruby quên bẵng đi thời gian và cả nhiệm vụ mẹ giao. Và cũng không biết rằng cậu em trai ở nhà cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì không thấy chị đâu. Chạy đâu. Chị con xem cho chị đi nha. Con đi lắm là không, cái này nó chắc không phải là nhà bà Mười lắm rồi. Dạ, cái nhà bà Mười ở đâu? Con không biết. Con chạy đâu rồi? Đó. Nỗi lo ngày một nhiều hơn khi đã đi được một đoạn xa mà chưa thấy hình bóng người chị đâu cả. Và nước mắt của người đàn ông đã rơi. Cùng lúc đó, ngờ vực mẹ đã đưa nhầm địa chỉ, chị Ruby cũng quyết định sẽ quay lại để hỏi mẹ. Và tiếng khóc của cậu em trai cũng ngày càng lớn hơn, nhưng khi vừa thấy chị thì... đi chợ lâu quá. Mẹ lộn rồi, là số nhà 15. Một lát con đi rồi, bố mới gọi cho mẹ là bố lộn số nhà 15. Bây giờ hai chị em đi qua lại số nhà 15. Xách đồ ăn về cho mẹ. Trên đường về, ghé nhà chú Sự. Chú Sự có tặng cho bố lòng chim với hai con chim. Rồi thôi, hai chị em bây giờ cho mẹ đi lẹ nha. Mẹ về, mẹ ra mẹ coi nhà nha. Nhưng mà chị nói là chị và môi chợ lâu. Không, nhà 45 thì là lộn nhà. Còn nhà 15 bà Mùi, nãy bà Mùi gọi rồi. Cho mẹ bà Mùi nói là bà Mùi chờ tụi con nãy giờ. Bi ơi, về nhớ ghé nhà ông Sự lấy con chim nha. Dạ. Vậy là giờ thì đã biết địa chỉ chính xác và không còn phải đi một mình nữa. Hai chị em lại tiếp tục hành trình và được mẹ giao thêm một nhiệm vụ mới. Đó là trên đường về ghé qua nhà chú Sự để lấy lồng chim về cho ba. Thật ra cái nhiệm vụ mới á, là cái động viên tinh thần đó anh. Tại vì các cô cậu này rất là thích con chim, con chuột nho nhỏ. Em nghĩ là nhờ có cái đó mà anh Ken cái bước chân nó mới mạnh dạn hơn. Anh thì anh nghĩ là cái lớn nhất là đã tìm thấy chị rồi. Tại vì cái tình cảm lớn nhất của cậu lúc cậu ôm mặt khóc, lo cho chị mới khóc. Và bây giờ gặp chị rồi là yên tâm, bắt đầu muốn đi rồi. Chúng ta theo dõi tiếp cái hành trình tiếp theo của Ken và Ruby sẽ như thế nào ạ? Ken, có sao đâu. Mẹ có chị rồi. Chị ngồi với một cái chú rất vui. Chị đang kể cho em nghe về người bạn mới đó. Chú rất là buồn kìa. Nè. Sao đây? Anh quay lại anh tìm mẹ. Phải đi thôi, đâu còn cách nào khác. Cái đi qua đây nè, đi vô cỏ đi. Nè, đi thôi chị. Đấy, cô chị hay lắm. Hướng dẫn em một cách tỉ mỉ. Nhanh lên, mệt kinh quá. Qua đây. Xong. Vậy mà cũng lòng nghèo. Mệt ống quá. Xem ra chị Ruby sẽ lại vất vả khi phải chăm sóc cậu em nhõng nhẽo này đây. Cái gì? Anh nghĩ là mắc tè là do căng thẳng đấy. Một mình không á. Số nhà 15 gần đây thôi mà. Tối này ở ngủ rồi. Mẹ lộn rồi, là số nhà 15. Gõ đi Ken, chị mệt lắm à. Hai bóng chưa? Chị thấy bà nhà mà bà đóng cửa đi mãi á. Hey, bấm chuồn đi. Mới bấm thôi mà. Ba Mùi ơi! Tưởng chừng như một lần nữa phải thất vọng, nhưng thật may là đã có người ra mở cửa. Hai con đi đâu? Dạ con đi sang lấy đồ ăn cho mẹ con. Rồi đi vào đây. Đi vào đây bà đưa cho. Dạ thưa con với mẹ con. Chào bà. Ừ, rồi. Chào bà. Rồi, hai con đi về. Đi. Ôi dồi ôi, nó nặng kìa. Hai bà đi. Cố rồi chứ giờ. Giờ mà bỏ cái túi này lại chắc
Trước lời than vãn của chị Ruby, em Ken cũng đáp lại. Cầm rau đi. Cầm đi. Nè. Bắt đấy. Trời ơi, tội nghiệp chị không? Rồi, hai đi. Vậy á. Cố gắng lên. Đưa nó vào. Đi. Úi dồi ôi, là rồi nó nắng này này. Đi Ken hai, bắt đấy. Ông em được có một lúc à? Đến của chị chứ. Này làm sao một cái lồng chim thêm nữa mà mang được. Cái gì? Thôi, tôi lại muốn món muốn rồi. Chị Ruby thật ra dáng chị hai, chăm sóc cậu em trai rất chu đáo. Giờ thì lại tiếp tục lên đường thôi. Còn cái lồng chim nữa rồi sao con? Đi đấy. Vừa đi vừa hô để lấy tinh thần, nhưng chỉ được một lúc thì đầu lại vào đấy. Cái vòng ra nhà ông sự nữa rồi. Hết nổi rồi, rồi. Cứ than trời như thế, không biết là chiếc giò có nhẹ hơn đi không. Nhưng ít ra thì cũng tác động đến một người. Mệt lắm rồi. Thấy tình hình không ổn, anh chàng Ken đã nảy sinh ra ý tưởng. Ken bỏ nó càng nặng hết, ông ơi là ông. Nhưng xem ra có vẻ không ổn rồi Ken ơi. Thì ông lại để đồ vào cho nó nhẹ. Để cái giỏ ba lô vô luôn. Ông đi không thôi. Hai tay chị chịu hết nổi rồi. Quá nặng. Đi xích vào đây nè. Đó đó. Đi vào đây đi. Nặng quá nên biết đi đường tắt. Phụ chị với. Sao có để chị cầm một mình nhờ? Mà có Ken đỡ phụ chị đi. Thường quá à. Cái cách nói chuyện với em á. Đi ha. Chị qua hồi nuốt này đi thương. Đưa hồi nuốt này hả? Đưa chị. 2, 1, 2, 1. Đưa thôi Ken. Mặc cho chị Ruby tự xoay sở với chiếc giỏ đầy thức ăn, Ken dường như đang bận tâm với một thứ gì đó. Thì ra nỗi lo sợ xuất phát từ đây. Có chị đi rồi, có chị đi rồi, có chị đi rồi. Trời ơi, dễ thương chưa? Mặt chị rất là nghênh chiến rồi đó. Mệt Ken quá à. Chị cũng hơi căng thẳng một tí đó, nhưng mà đứng ra bảo vệ em luôn. Nó có làm gì mình đâu, cứ sợ. Những lời nói trấn an của chị hai đã làm cho cậu em nhỏ phần nào yên tâm và bước theo chị. Nhưng nỗi sợ lại một lần nữa ập đến. Ôi giời. Ken. Ken. Có chị đây rồi á. Con nói mà làm cho cô Thảo cái cảm xúc mà nó rất là dạt dào luôn á. Thật sự thì Thảo cũng có một bé gái lớn và một bé trai chỉ hơn 1 tuổi. Nên là khi nhìn cái hình ảnh của chị Ruby này Thảo thương lắm. Anh thích cái ánh mắt của chị khi mà nhìn thấy cái flying cam đó. Chưa cần biết cái chuyện đó nó to tát đến thì như sao? Thế nào. Mà chỉ cần biết là có chị ở đây rồi là em sẽ không có việc gì đâu. Cảm giác là Ruby rất là thương em và luôn luôn muốn bảo vệ em. Vậy thì bây giờ tiếp theo là một con ngựa. Nhưng mà Thảo thấy là có vẻ như Ruby sợ con ngựa. Thì hai chị em sẽ vượt qua cái này như thế nào? Ken! Ken! Ngủ cứ làm gì mình đâu. Bây giờ Ken cầm bên này đi. Chị cầm bên này cho. Mặc dù luôn tỏ ra cứng rắn trước em trai, nhưng cũng có lúc Ruby chùn bước. Thật ra là Ruby sợ chứ bộ, đó thấy chưa? Nhưng ngày sau đó lại... Lo gì nó, mình cứ đi đi. Vậy một điểm, nó hoài, sắp mưa rồi đó. Quẹo rau vậy, đi thẳng đi. Bắt đầu có sự bực bội nhẹ rồi đó. Mệt quá mà. Thay đổi hành trình. Thay đổi hành trình, không về nhà nữa mà qua thẳng nhà ông sự luôn. Cố lên thôi. Tụi mình nuôi chim mà đã nhất. Sao đẩy đi đâu vậy? Xích qua kia, đi xích qua kia. Dính vào người chị làm chi? Đã luôn cố gắng và động viên mình là thế, nhưng sức lực của người chị cũng có giới hạn. Và nỗi ấm ức cũng trào dâng ra như lẽ tự nhiên. Ủa chị hả? Có thương chị không? Trời ơi! Cái này cái cánh đồng nhà mình nè. Nhà mình là đằng kia kìa.
không nhặt lên là không nhặt lên, không phải của mình nên là không tham. Em nói là không phải nói. Chị quên. Tôi đi hài bạn. Nhóm sự gần đây á, đừng có đẩy như vậy nè. Cái có đẩy vậy là sao? Không có cái anh này cứ lưng ngơ lưng ngơ. Chị còn phải lấy lòng chiên nữa. Bác sự ơi, lấy cho con cái lòng chiên. Về cho bố nghe. Dạ. Chào ông. Ông kia ông đi ngược kìa. Bố quay lại, con đi vậy chứ không đi được. Vậy là bao nhiệm vụ mẹ giao đã hoàn thành rồi. Cơn mưa cũng đang kéo đến. Mau mau về nhà để mẹ nấu những món ăn thật ngon thôi nào. Đến, hai bạn đi. Hai bà đi. Giỏi quá ta. Mưa rồi mẹ. Mưa hả? Ôi trời, con trai mẹ giỏi quá, con gái mẹ giỏi quá. Thật sự cô bé Ruby ngày hôm nay mỗi cái câu nói của con đều làm cho cô Thảo cảm thấy vô cùng là xúc động. Bây giờ cũng muốn chảy nước mắt, là anh cũng nghĩ là rất là hay ở cái tập này. Rất là biết ơn những cái khoảnh khắc như thế này. Dạ. Các con nó cho mình biết là biết chăm lo cho người khác như thế. Mẹ và bố bây giờ cảm thấy như thế nào ạ? Bố thì ngồi theo dõi thì thực sự bố rất xúc động. Vì là sau 5 năm tất cả những cái gì mình dành cho hai đứa con thì hôm nay mình được chứng kiến trực tiếp. Yeah. Thực sự tuy là một người đàn ông nhưng mà phải nói là mình vì, nhưng mà cảm ơn chương trình rất là nhiều vì nó cho mình được cái thấy được cái thành quả của mình. Dạ, thật sự đây là một cái cơ hội mà phải nói là không phải bố mẹ nào cũng có thể nhìn thấy được. Khi mà các con ở với mình là hoàn toàn khác, anh bác thấy không? Cái cách thể hiện nó khác. Cũng có lần em cho bé dâu tham gia và con đã lớn khôn. Cũng giống như các bố mẹ khác, em luôn luôn có một cái tâm trạng là con đi một mình chắc chắn là không ổn. Và em đã sai. Bây giờ thì nghe phụ huynh nói như vậy thì em lại càng tự tin hơn là cho con một cái cơ hội để con trải nghiệm. Đó là một điều rất là tốt trong cuộc sống. Bây giờ thì cô Thảo đang rất là háo hức muốn gặp gỡ hai nhân vật chính của chúng ta trong hành trình ngày hôm nay. Xin mời chị Ruby và em Ken. Mời các con ra đây. Xin chào hai bà. Bên kia có một cái ghế rất là xinh xắn. Cô Thảo chào Ken, cô Thảo chào Ruby. Ruby ơi, hôm trước cô Thảo thấy là con đi chợ, con đi xách đồ giùm mẹ đó, rất là nặng. Nhưng mà sao con không để em Ken xách? Tại vì em Ken là con trai mà, sẽ có sức khỏe hơn con gái chứ. Tại vì ở nhà con uống sữa nhiều hơn em. Rồi, cô Thảo đối lý với con. Tại vì ở nhà con uống sữa nhiều hơn em. Con rất là giỏi. Thưa quý vị khán giả, ở mỗi một hành trình con đã lớn khôn đều cho chúng ta những điều rất là giá trị trong cuộc sống, đặc biệt là ở góc độ gia đình trong việc nuôi dạy con cái. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả vẫn luôn sẽ là những người đồng hành để chia sẻ cùng những khoảnh khắc rất nhiều cảm xúc của con đã lớn khôn. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.